Tính từ năm 2014 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai 2 đề tài nghiên cứu về sâm Lai Châu và 1 đề tài cấp bộ, trong đó đề tài cấp tỉnh nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài sâm Lai Châu tam thất hoang ở các xã vùng cao huyện Mường Tè. Thời gian thực hiện từ năm 2014 đến năm 2017 và xây dựng mô hình trồng, nhân giống sâm Lai Châu nhằm bảo tồn và phát triển sản phẩm đặc hữu tại các huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu. Thời gian thực hiện 2017-2020. Đề tài cấp bộ nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và trồng cây sâm Lai Châu. Thời gian thực hiện 2017-2019 do Viện Nghiên cứu Lâm sinh thực hiện đã hướng dẫn kỹ thuật giúp người thực hiện trồng tại 3 mô hình trồng dưới mái tre thuộc các huyện Mường Tè, Phong Thổ và Sìn Hồ. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các hoạt chất có trong sâm Lai Châu, kinh nghiệm của các địa phương trong việc phát triển lâm sản ngoài gỗ nói chung và cây sâm nói riêng, đồng thời là các định hướng và chính sách hỗ trợ phát triển cây sâm Lai Châu trong thời gian tới. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, bảo tồn trên 1.700 cây mẹ sâm Lai Châu, xây dựng một mô hình trình diễn, hoàn thiện quy trình kỹ thuật giống trồng chăm sóc. Giai đoạn 2026-2030, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển sâm Lai Châu tại Mường Tè, Sìn Hồ, Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên. Bên cạnh đó là ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm bảo tồn và phát triển sâm Lai Châu. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các chuyên gia tại Hàn Quốc hỗ trợ cho Lai Châu về trao đổi kinh nghiệm phát triển trồng sâm trên địa bàn Lai Châu. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương có diện tích trồng sâm nhanh chóng xây dựng hệ thống địa lý xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về định hướng phát triển cây sâm Lai Châu, trong đó tập trung vào xây dựng một quy trình chuẩn trong sâm Lai Châu, xây dựng vườn bảo tồn, vườn giống gốc và cơ sở sản xuất giống, nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến sâu và kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm liên quan đến sâm Lai Châu. Đồng thời, bảo vệ nhãn hiệu cho sâm Lai Châu để quảng bá nâng cao giá trị sản phẩm của sâm, thực hiện kết nối thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển trong lĩnh vực trồng, chế biến cây sâm Lai Châu. Cũng tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết giữa doanh nghiệp trồng sâm Lai Châu và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc.